khi chia sẻ với các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm tới việc học ngoại ngữ của con em mình, mong muốn con em sẽ giỏi ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng MA có nhấn mạnh rằng cha mẹ đừng đặt kỳ vọng quá cao rằng con của mình có thể ghi nhớ được thật nhiều và trong một cái khoảng thời gian rất ngắn. Nếu như con em có thể hiểu và sử dụng được 3 cấu trúc một tháng nhé, thì sau 1 năm con có thể sử dụng tới 30 cấu trúc và giao tiếp cũng khá là nhiều rồi. Và bởi vì trẻ nhỏ thì cũng chưa cần phải giỏi cái ngoại ngữ ngay, nên chúng ta hãy để cho con có thời gian được tiếp xúc và nạp vào dần dần. Như vậy thì tầm khoảng 4 đến 5 năm là con có thể sử dụng được rất nhiều ngoại ngữ rồi. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ gửi con đi học ở trung tâm thì một khóa học không thể làm nên mùa xuân, mà thông thường một đứa trẻ sẽ cần phải học khoảng 2 đến 3 năm hoặc thậm chí nhiều hơn với rất nhiều các cái khóa học tiếng Anh khác nhau. Và nếu như gia đình nào chúng ta đông con hoặc là chúng ta điều kiện không được tốt cho lắm thì việc mà cho con đi học ở trung tâm như vậy khá là tốn kém và tính ra hiệu quả cũng không phải là quá cao. Bởi vậy nếu như cha mẹ giỏi tiếng Anh, chúng ta hoàn toàn có thể đồng hành và giúp đỡ được cho con. Với những cha mẹ nào chưa giỏi tiếng Anh thì sau đây là 4 lý do mà chúng ta rất nên học để có thể giúp đỡ con em của mình. Lý do đầu tiên, ngôn ngữ bản chất là một kỹ năng, và kỹ năng thì cần được thực hành, lặp lại một cách thường xuyên để có thể ghi nhớ được tốt nhất. Những cái từ vựng, những cái cấu trúc khi mà cha mẹ giỏi tiếng Anh có thể giúp cho con mình ôn tập và lặp lại mỗi một ngày. Thay vì đi học ở trường lớp thì một tuần chỉ có 2 buổi thôi. Lý do số 2 là tính thực tiễn rất cao, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cùng với con trải qua rất nhiều những cái hoạt động. Và cứ mỗi cái hoạt động như vậy thì chúng ta lại có những cái câu tiếng Anh để chúng ta sử dụng, giúp cho con mình có thể hiểu và gắn kết được nó với tình huống tốt hơn là tình huống giả lập ở tại lớp học. Lý do thứ 3 là học cho một người nhưng mà lại sử dụng được cho rất nhiều người. Có nghĩa là nếu như bố hoặc mẹ giỏi tiếng Anh thì mình không chỉ là dạy cho con đứa con, thì mình không chỉ là giúp cho một đứa mà có thể giúp cho 2 đứa, 3 đứa, hoặc những gia đình nào đông con hơn thì chúng ta cũng có thể giúp cho lần lượt các con em của mình giỏi tiếng Anh. Và đặc biệt ở những cái độ tuổi rất nhỏ như 1 tuổi, 2 tuổi khi mà con chưa thể đi tới lớp học ở trung tâm thì bố mẹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để hướng dẫn, giúp cho con xây dựng nền tảng tiếng Anh ngay từ đầu. Lý do số 4, cha mẹ là niềm tin lớn nhất trong con. Có nghĩa là những bố mẹ nào giỏi tiếng Anh thì chắc chắn là con sẽ giỏi tiếng Anh. Còn những cái gia đình mà bố mẹ gì ạ, ôi học tiếng Anh khó lắm, bố mẹ học mãi có giỏi đâu, thì con em mình cũng sẽ có những cái niềm tin như vậy. Và như thế thì việc bố mẹ bắt đầu học tiếng Anh và chinh phục được tiếng Anh trở nên vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định sự thành công của con em mình sau này. Ok, và nếu như bố mẹ chúng ta chưa biết bắt đầu học từ đâu, xây dựng nền tảng như thế nào để mình có thể nói tiếng Anh chuẩn, rõ và mình có thể diễn đạt được lưu loát, trò chuyện được cùng với con thoải mái hàng ngày, thì bố mẹ có thể nhắn cho mình để được tư vấn kỹ hơn về lộ trình kế hoạch học tiếng Anh bài bản, giúp xây dựng vùng ngôn ngữ trên vỏ não và từ đó áp dụng giao tiếp thực hành cùng với con mỗi một ngày tại nhà và không cần phải đi tới trung tâm, con vẫn có thể nghe nói tiếng Anh một cách tự tin bố mẹ nhé.